đi du lịch Quảng Bình đều chỉ đến khám phá các hang động, đồi cát thì bạn đã bỏ sót một điều vô cùng thú vị khác ở mảnh đất sơn thủy hữu tình này rồi đấy. Bởi khi đến vùng đất chân sóng Nhân Trạch, bạn sẽ được trải nghiệm đón cá lúc bình minh rất hấp dẫn. Nhân Trạch là một xã của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Diện tích tự nhiên của xã Nhân Trạch 2,4 km2, dân số là 9.028 người. Xã Nhân Trạch có bờ biển dài 3 km chạy dọc vào bãi biển Nhật Lệ. Bờ biển có nhiều thắng cảnh đẹp, thơ mộng. Nhân Trạch là xã miền biển thuộc vùng bãi ngang của huyện Bố Trạch, Quảng Bình, cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 10 km. Xã Nhân Trạch được chia thành 8 thôn: Nhân Tiến, Nhân Hải, Nhân Nam, Nhân Quang, Nhân Bắc, Nhân Đức, Bắc Hồng, Nam Hồng.
Huế luôn là điểm dừng chân ưa thích mỗi khi mình lái xe xuyên Việt. Trong video này, mời mọi người dạo quanh những điểm mà người dân thành phố hay lui tới để trải nghiệm sức sống của thành phố nhé. Khởi đầu hành trình, mình có ghé thăm chùa Đại Giác ở cạnh sông Cầu Rào. Nghe nói đây là ngôi chùa lớn nhất ở Đồng Hới. Tuy chùa không có nhiều điện thờ, nhưng ngay ở khuôn viên bên ngoài là tòa bảo tháp 9 tầng phía sau lưng Phật tổ rất đẹp. Ở mỗi nơi người dân có những tín ngưỡng khác nhau, bởi vậy địa danh tâm linh cũng sẽ nói cho chúng ta sự khác biệt về văn hóa của mỗi địa phương mà chúng ta đặt chân đấy.